nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Khởi tố giám đốc và hai nhân viên trung tâm đăng kiểm. Làm rõ trách nhiệm bệnh viện thu sai tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm. Houthi đe dọa sẽ phản công mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục o ép họ ở Biển Đỏ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về chương trình nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 để xem xét thông qua 4 nội dung quan trọng. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 1 và dự kiến bế mạc vào sáng 18 tháng 1 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Quốc hội nghỉ một ngày vào ngày 17 tháng 1 để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. 4 nội dung quan trọng được xem xét thông qua tại kỳ họp này gồm: dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng trung ương, tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cảnh sát Úc đã vào cuộc điều tra vụ 5 học sinh người Việt Nam biến mất không dấu vết ở thành phố Adelaide trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Sunny Nguyễn, 17 tuổi, là sinh viên Việt Nam thứ 5 mất tích bí ẩn tại Úc trong vòng một tháng trở lại đây. Trang news.com.au hôm 12 tháng 1 đưa tin, 5 sinh viên Việt Nam kể trên đang tham gia một chương trình trao đổi giáo dục ở Nam Úc. Sunny mất tích sau khi ăn tối với gia đình bản địa vào tối ngày 8 tháng 1. Người phụ nữ tên May Zervas của gia đình này phát hiện cô gái biến mất lúc khoảng 23 giờ, giờ địa phương. Sunny được mô tả là một cô gái nhút nhát và có vốn tiếng Anh khiêm tốn. Khi mất tích, Sunny mang theo một chiếc ba lô đựng máy tính xách tay, quần áo và giấy tờ tùy thân. Điện thoại của cô gái đã bị tắt nguồn và các tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa. Không có dấu hiệu phòng của Sunny bị lục lọi và hầu hết đồ đạc vẫn còn trong phòng. Gia đình Zervas gọi điện báo cảnh sát việc Sunny mất tích lúc 23 giờ 30 phút tối 8 tháng 1. Nhà chức trách Úc đang mở cuộc điều tra và xem xét khả năng các sinh viên Việt Nam đi qua bang khác. Tuy nhiên, họ cho rằng các vụ mất tích này không liên quan tới nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 7601S, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Theo đó, Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can về tội nhận hối lộ, gồm NTM, 40 tuổi, ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 1A, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Ông M là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 7601S. NTH, 42 tuổi, ngụ tổ dân phố 8, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi và VAT, 43 tuổi, ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 2C, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai đều là đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 7601S. Ông Hồ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rông, huyện Đắc Rông, Quảng Trị cho biết, đến sáng cùng ngày, người dân tại các thôn Vùng Kho và Làng Cát đã tiến hành giao nộp hơn 100 bao gạo nếp đã lấy đi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 9. Theo ông Thanh, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và các đoàn thể đã tổ chức 3 điểm họp để tuyên truyền vận động người dân trả lại số hàng hóa mà họ đã lấy đi sau vụ tai nạn. Sau khi được tuyên truyền, người dân đã tự nguyện giao nộp lại 106 bao gạo nếp đã lấy đi trước đó. Ông Thanh cho biết thêm, người dân đã nhận ra hành vi của mình là sai trái nên cùng với việc giao nộp lại, họ nhờ chính quyền địa phương gửi lời xin lỗi đến tài xế và chủ hàng. Đến nay, người dân trên địa bàn đã giao nộp lại gần như toàn bộ số hàng lấy đi trước đó. Nhắc đến hành vi hồi của trước đó của mình, anh Hồ Văn L, 39 tuổi, ngụ thôn Làng Cát, xã Đắc Rông, tỏ ra rất áy náy. Anh L chia sẻ, lúc tối thấy nhiều người lấy các bao gạo nếp sau khi xe tải lật, tôi cũng có chở một bao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy hành vi của mình là sai trái. Vì thế, ngay trong đêm 13 tháng 1, tôi cùng với nhiều người dân khác đã giao nộp lại bao nếp mà mình đã lấy. Bản thân tôi và nhiều người khác thấy rất áy náy về hành vi của mình và mong tài xế cũng như chủ hàng rộng lòng bỏ qua.
Liên quan đến nhiều sai phạm kéo dài tại Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thông tin hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Sở đang yêu cầu Bệnh viện Gia Liễu thực hiện kết luận của thanh tra, làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan. Ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An cho biết, sau khi có kết luận của thanh tra, bệnh viện đã họp, trách nhiệm chính thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện. Việc xử lý kỷ luật thì phải chờ đề xuất của Sở Y tế gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định. Trước đó, sau thời gian dài xác minh, Sở Y tế Nghệ An đã có kết luận liên quan những nội dung công dân phản ánh liên quan đến các sai phạm tại Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An. Theo báo cáo số liệu tổng hợp nấm nhuộm soi và gẻ nhuộm soi của Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, bệnh viện đã thu tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó, nhân viên bộ phận xét nghiệm xác nhận trong thời gian trên, bệnh viện không thực hiện dịch vụ xét nghiệm vi nấm nhuộm soi và gẻ nhuộm soi. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Công, sinh năm 1982, ngụ thôn 10, xã Lý Trạch, về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 6 tháng 11 năm 2023, anh Lê Văn Tiến, sinh năm 1986, ở thôn 1, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, cùng với bạn đến quán sửa lốp xe ô tô của Nguyễn Công để chơi. Một lúc sau, giữa Tiến và Công xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Công đã có hành vi côn đồ khi dùng dao chém vào vùng mặt bên trái của Tiến, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Lê Văn Tiến bị tổn hại sức khỏe 19%. Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là anh em ruột khi đang vận chuyển trái phép 20kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1, tại km 1+840, quốc lộ 9, thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Công an huyện Cam Lộ đã bắt quả tang Phạm Duy Trung, 27 tuổi và Phạm Ngọc Đạt, 25 tuổi, là anh em ruột, ngụ tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khi đang vận chuyển số hàng nghi là hàng cấm nói trên. Tang vật thu được tại hiện trường là khoảng 20kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp. Số hàng này được các đối tượng bỏ trong các ba lô cá nhân. Qua xét hỏi ban đầu, hai đối tượng trên thừa nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người ở huyện Hướng Hóa vào thành phố Hồ Chí Minh để nhận 60 triệu đồng tiền công. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Trơn, sinh năm 1985, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, và Đoàn Hữu Nghị, sinh năm 1968, ngụ huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Nghị khi chưa được sở hữu 49% cổ phần của bà PTTH tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang, nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng 15% vốn góp thực tế, bao gồm 5 thửa đất với diện tích 308 ha cho Trơn, với giá chuyển nhượng trên 67 tỷ đồng để chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Đồng thời, Nghị đã cấu kết với Trơn đưa ra thông tin sai sự thật rằng Trơn được quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang tại xã Nam Thái Sơn và xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, để cho 6 người dân tại huyện Hòn Đất tin tưởng làm hợp đồng thuê tổng cộng 3.195 công đất nông nghiệp, qua đó chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng của những người này vào năm 2003. Mặc dù mới học hết lớp 1, nhưng Trơn đã thành lập công ty bảo vệ và công ty khai thác đất sét, đặt trụ sở tại nhà rồi tự làm giám đốc. Ngoài ra, Trơn còn làm phó giám đốc cho nhiều công ty khác do Trơn góp cổ phần. Trơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản công trình an ninh quốc gia. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Nhật, 34 tuổi và Lưu Đức Khoa, 32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, từ tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện của tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ việc đột nhập nhà, phá khóa, trộm cắp hàng chục chiếc xe máy giá trị. Sau một thời gian xác lập chuyên án, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trên. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 7 năm 2023 đến nay đã gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy ở các huyện Krông Bông, Krông Park và thành phố Buôn Ma Thuột. Xe máy sau khi trộm cắp, cả hai nhanh chóng đưa đến tỉnh Bình Phước bán cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch. Sau đó, người này bán xe máy sang Campuchia. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Joe Biden vừa cho biết Mỹ đã gửi thông điệp riêng đến Iran về các cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện trên Biển Đỏ. Trong đợt tấn công mới nhất được thực hiện bởi tàu khu trục USS Kearny sử dụng tên lửa Tomahawk,
Mỹ nhằm vào một địa điểm radar của Houthi ở Yemen. Những cuộc tấn công này được Washington triển khai để đáp trả điều họ mô tả là hành động gây hấn của Houthi trên Biển Đỏ, nơi tàu thương mại có liên kết với Israel bị nhóm này nhắm mục tiêu kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, nhằm gia tăng sức ép, buộc Israel ngừng các cuộc tấn công ở Gaza. Trong khi đó, lực lượng Houthi đe dọa phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu, khiến căng thẳng gia tăng trên khắp Trung Đông. Bên cạnh đó, một quan chức của Houthi cho biết lực lượng Mỹ và Anh đã triển khai máy bay không người lái UAV để do thám thành phố cảng Hodeidah của Yemen trong nhiều giờ. Ông Ali Ahmed Kassa, phó tỉnh trưởng Hodeidah của Houthi, nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng nhóm của ông nhìn thấy UAV do thám Hodeidah từ sáng sớm đến tối. Ông cũng bác thông tin liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện một cuộc không kích mới vào các địa điểm của Houthi ở Hodeidah. Tờ Wall Street Journal đưa tin, quan chức Israel và Ai Cập cho biết hoạt động quân sự sẽ giúp Israel kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah và đóng quân dọc khu vực phân cách lãnh thổ Palestine với lãnh thổ Ai Cập, hay còn gọi là Hành lang Philadelphia. Hành lang Philadelphia chạy dài 14 km dọc theo biên giới Gaza-Ai Cập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hành lang Philadelphia cần phải đóng cửa cho tới khi giao tranh chấm dứt. Tờ Wall Street Journal cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin về hoạt động quân sự nhằm kiểm soát hành lang biên giới. Diễn biến này sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Israel với chính phủ Ai Cập khi Ai Cập nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận con tin mới giữa Israel và Hamas. Tương tự, đài CNN cũng dẫn lời Thủ tướng Netanyahu cho biết giới chức quân sự Israel đang thảo luận về các biện pháp tiếp quản khu vực hành lang biên giới nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lầu Năm Góc vừa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn nằm viện gần 2 tuần sau khi ông nhập viện do biến chứng điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Cập nhật tình hình của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Reeder khẳng định tình trạng sức khỏe của ông Austin ổn định, song không nêu rõ thời gian cụ thể ông Austin ra viện. Giới chức Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về tình hình sức khỏe của ông Austin cho đến lúc đó. Thiếu tướng Pat Reeder cho biết, ông Austin đang liên lạc với các nhân viên cấp cao của mình và có toàn quyền truy cập vào các liên lạc an toàn cần thiết, đồng thời tiếp tục giám sát các hoạt động hàng ngày của Bộ Quốc phòng trên toàn thế giới. Ông Austin, 70 tuổi, được đưa vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Maryland vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông Austin quay trở lại bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 do các biến chứng bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu và vẫn ở bệnh viện kể từ đó. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!